thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Hoa hậu Đỗ Thị Hà thi thuyết trình dự án nhân ái, vét trắng thanh lịch, ghi điểm tuyệt đối với ban giám khảo. Bước sang ngày thứ 5, có mặt tại Puerto Rico, Đỗ Thị Hà đã chính thức bước vào những phần thi ban đầu trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2021. Hình ảnh của nàng hậu xứ Thanh mang đến cuộc thi là một cô gái trẻ trung, năng động nhưng luôn tự chủ và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới. Mới đây nhất, Đỗ Hà đã chính thức bước vào thử thách rất quan trọng, đó là thuyết trình dự án nhân ái của mình trước mặt ban giám khảo. Đây là cơ hội để cô gửi gắm thông điệp, lan tỏa lòng trắc ẩn của một đại sứ sắc đẹp đúng nghĩa. Đại diện Việt Nam lựa chọn bộ vest màu trắng đơn sắc khá đơn giản. Layout này không chỉ phù hợp với sự kiện, hoàn cảnh, mà còn giúp Đỗ Thị Hà ghi điểm với ban giám khảo Miss World với hình ảnh thanh lịch, tinh khôi nhưng cũng rất hiện đại. Miss World là cuộc thi hướng đến vẻ đẹp vì mục đích cao cả. Đây cũng là thế mạnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi cô là một nàng hậu giàu lòng nhân ái và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng từ sau đăng quang đến nay. Theo dõi hành trình của nàng hậu trẻ, khán giả chắc chắn sẽ không bỏ lỡ những hoạt động của Đỗ Hà trong dự án nhân ái mà cô nàng thực hiện để gửi đến cuộc thi quốc tế năm nay. Bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình, dự án mang tên Peaceful Houses, những ngôi nhà bình yên, sẽ làm lay động ban giám khảo, giúp Việt Nam ghi điểm tuyệt đối, tiếp tục được vinh danh ở hạng mục giải thưởng quan trọng này. Ngoài thi vòng 2 tài năng, Đỗ Thị Hà cũng chuẩn bị cho phần thuyết trình đối đầu Head to Head Challenge sẽ ghi hình trong ngày 27 tháng 11. Cô thuộc nhóm chính với các đại diện Brazil, Moldova, Wales, Bosnia, Herzegovina và Bulgaria. Hoa hậu Việt Nam khá áp lực nên cố gắng chuẩn bị để ghi điểm ở phần thi quan trọng này. Nàng hậu chia sẻ, thử thách Head to Head Challenge tương đối khó, năm nay format khác một chút. Mỗi thí sinh có 2 câu hỏi, một câu hỏi liên quan đến video giới thiệu bản thân, câu thứ hai do MC hỏi ngẫu nhiên. Tôi cũng lo lắng một chút, Đỗ Thị Hà chia sẻ. Theo người đẹp, trước khi bước vào buổi ghi hình Head to Head Challenge, cô chuẩn bị tinh thần trước, xem kỹ video giới thiệu của mình để dự đoán liệu ban giám khảo sẽ hỏi về chủ đề nào trong đó. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày.